chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, trời Phật độ mệnh, vận hạn tiêu tan, tiền vàng nhét chật két, giàu có nhất dùng. Quan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả luôn đong đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thân mến, cái gì xảy ra vì nó cần phải xảy ra, đôi lúc nó xảy ra để ta hết nợ đời. Thỉnh thoảng nó xảy ra để ta nhìn thấu lòng người, nhưng chủ yếu dạng sự trên đời diễn biến dần xoay là để rèn tâm luyện tính, khơi dậy những mầm khả năng tiềm ẩn. Rồi sau đấy bạn vượt qua thì mới xứng đáng được chiến thắng, có được sự hạnh phúc bên một người xứng đáng cùng vật chất về tay. Gửi Quý Sửu, một người đang bần thần, bồi hồi, hối hận, nếu mọi khó khăn đã nếm chảy rồi tức sự chuyển cảnh đã ở rất gần bạn thôi. Cứ thư thả mà ngắm nhân gian trả nợ đời và đợi những tia sáng mới nhé. Tôi biết, hầu hết Quý Sửu ở đây đã dành nửa đời qua vất vả ngược xuôi để theo đuổi danh vọng, tiền tài hay sự giàu sang, quyền quý có rất nhiều người đã đạt được. Nhưng cũng còn rất nhiều người đến giờ vẫn tay trắng hoàng trắng tay, rồi thì cũng có người đạt được danh vọng, tiền tài đấy, nhưng vẫn chẳng thấy vui, vẫn chẳng thấy hạnh phúc. Còn có người tiền tài danh vọng chẳng có, nhưng cuộc sống vẫn an nhiên, êm đềm qua ngày. Cuộc sống này quá thật là khó hiểu. Và anh chị tuổi Quý Sửu đến nay đã trải qua hơn 50 năm cuộc đời, có bao giờ tự hỏi liệu đến cuối đời mình sẽ như thế nào không? Có được sống trong vinh hoa hay nghèo khổ nhục nhã? Tôi đoán rằng không chỉ Quý Sửu mà bất cứ ai cũng đều mờ xuất hiện câu hỏi này trong đầu ít nhất một lần. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch này, tuổi Quý Sửu lưu ý được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà lầu, tậu xe xịn. Và đặc biệt tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Sửu ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý anh chị tuổi Quý Sửu thân mến, thập toàn thập mỹ là thứ khó có được trong bất kỳ chuyện gì của nhân sinh. Quý Sửu ra khỏi nhà đi ăn sáng còn có xác suất rủi ro, bị hỏng xe, bị rớt ví, đến được quán cũng có xác suất này, chủ quán nhập phải đồ ôi, vậy là ngộ độc, lăn lộn suốt ngày dài. Chuyện đi ăn sáng còn lắm sai sót có thể xảy ra như vậy, thì việc muốn một thứ gì đó hoàn mỹ trong tay luôn là một việc không tưởng vậy. Nên khi Quý Sửu quyết làm một điều gì đó, cái mà Quý Sửu có thể làm chỉ là chấp nhận mọi rủi ro mà nó có thể xảy ra, sau đó nhắm mắt nhắm mũi mà làm. Nghe hơi có vẻ ngu si một tí, nhưng thực tế trong cái sự chấp nhận rủi ro đó cũng rất là Quý Sửu đã tính toán hết những gì có thể xảy ra rồi. Tôi không thích cái suy nghĩ nửa đời rồi già rồi sao không cứ bình bình mà trôi, ta không cố gì bản thân thì trên còn có tăng sinh phụ mẫu, dưới thì còn có một bầy con. Thế hệ sau đang trông chờ và giờ là thời điểm vàng để có thể cứu đó, là lúc sức khỏe Quý Sửu hãy còn, sức trẻ Quý Sửu vẫn có, sức bền Quý Sửu cũng duy trì được. Chứ để thêm vài năm, lúc đấy cơ năng trong cơ thể Quý Sửu bắt đầu trì trệ, khi đó mới muốn đấu một trận thì quả thật đậm chất bô lão và gắn cố quá mà dễ gãy người. Vấn đề của Quý Sửu là gì? Một là họ không biết bắt đầu từ đâu để thay đổi hoàn cảnh, hai là có thể là một thời gian họ sẽ mất đi động lực để duy trì hoặc giả chưa hiểu rõ các khái niệm kỷ luật, cách thức để có được sự nhất quán trong hành vi, trong suy nghĩ khi nhập cuộc, ba là có thể họ có tham vọng, nhưng hiện giờ họ hơi hèn đi một tí vì đời giả cho nhiều quá, cũng bắt đầu mòn đi một tẹo vì tuổi tác, môi trường xung quanh, những kẻ bàn lùi, cũng có chút sợ nhiều hơn một xíu, vì lỡ thua thì những trách nhiệm chồng chéo trên vai sẽ phải xử lý kiểu gì. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thuộc hành mộc trong ngũ hành với thiên can quý thuộc hành thủy, biểu trưng cho sự linh hoạt trí tuệ và sự thông tuệ, kết hợp với con giáp Sửu, biểu tượng của sự chăm chỉ, bền bỉ và kiên nhẫn. Tuổi Quý Sửu mang trong mình sức mạnh của sự nhẫn nại và khả năng thích nghi tuyệt vời. Người tuổi Quý Sửu thường có tính cách kiên định,
chăm chỉ và rất đáng tin cậy. Họ là những người luôn sẵn lòng đối mặt với khó khăn và không ngại gian khổ để đạt được mục tiêu của mình. Thiên can quý với yếu tố thủy giúp họ có sự mềm mại, linh hoạt trong cách tư duy cùng với khả năng thích ứng tốt trong mọi hoàn cảnh. Điều này giúp họ vượt qua được nhiều thử thách và tiến xa trên con đường sự nghiệp. Những người tuổi này thường rất trung thực và có trách nhiệm. Họ coi trọng công việc và luôn đặt sự hoàn thiện lên hàng đầu. Con giáp Sửu mang đến cho họ sự kiên trì bền bỉ, giúp họ không dễ dàng từ bỏ khi gặp khó khăn. Họ là những người làm việc có kế hoạch, luôn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động, từ đó tránh được những sai lầm không đáng có. Tuy nhiên, người tuổi Quý Sửu đôi khi có thể trở nên quá cứng nhắc và thiếu linh hoạt. Sự kiên định và tập trung cao độ vào mục tiêu có thể khiến họ bỏ qua những cơ hội mới hoặc khó khăn trong việc thích ứng với những thay đổi bất ngờ. Họ cần học cách mở lòng và sẵn sàng thử nghiệm những điều mới mẻ để không bị giới hạn trong những khuôn khổ quen thuộc. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Quý Sửu nhận ra rằng sự bền bỉ và kiên định là những phẩm chất quan trọng, nhưng cần phải đi kèm với sự linh hoạt và khả năng thích ứng. Họ hiểu rằng để đạt được thành công không chỉ cần có sự chăm chỉ và kiên trì, mà còn phải biết khi nào cần thay đổi hướng đi và mở lòng đón nhận những điều mới mẻ. Họ học cách cân bằng giữa việc giữ vững lập trường và khả năng thích ứng với những biến động của cuộc sống. Người tuổi Quý Sửu cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là về công việc và trách nhiệm, mà còn là về việc tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại và chăm sóc cho bản thân. Họ học cách thư giãn, tìm niềm vui trong những điều giản dị và không quá áp lực về việc phải đạt được mọi thứ. Họ hiểu rằng sự bình an trong tâm hồn và hạnh phúc thực sự không đến từ những thành tựu lớn lao, mà từ sự hài lòng và trân trọng những gì mình đang có. Trong các mối quan hệ, người tuổi Quý Sửu luôn cố gắng duy trì sự chân thành và tin cậy. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ khi cần. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự hiểu biết, tôn trọng và sự linh hoạt trong cách ứng xử. Họ luôn nỗ lực để tạo ra môi trường hòa thuận và yêu thương trong gia đình và xã hội. Người tuổi Quý Sửu với sự kết hợp giữa lòng kiên trì và sự linh hoạt là hình ảnh của một con người mạnh mẽ và nhẫn nại. Trên con đường nhân sinh, họ không chỉ chăm chỉ và trung thực, mà còn biết cách thích ứng với những thay đổi và mở lòng đón nhận những cơ hội mới. Chính sự hòa quyện giữa sự bền bỉ và khả năng thích ứng đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Quý Sửu, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và hạnh phúc. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch, lúc này sự ấm áp trong không khí dần nhạt nhòa, khí trời chuyển lạnh, cây cỏ bắt đầu được phủ một lớp sương mờ sâu. Bạch lộ thì kim khí bắt đầu chuyển dượng, kim sinh thủy, nên những tuổi mệnh kim và mệnh thủy sẽ chuyển tốt. Những mệnh kỵ và kim kỵ thủy thì vẫn thấy có phần không thuận lợi, mà tuổi Quý Sửu mang hành thổ, gặp tháng dụ âm kim sinh thực thần. Mệnh thực thần gặp các nên dạng sự đều tốt đẹp, người tuổi Quý Sửu hoàn toàn có thể chờ đón một thời điểm bình an, tự mình có thể phát huy được hết tài năng vốn có. Đánh giá tổng quan từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Sửu nhận thấy, thời điểm này đem tới khá nhiều may mắn cho người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Do được nhiều các tinh chiếu mệnh, nên bạn làm việc cũng nhanh chóng và thuận lợi hơn người khác. Thậm chí, Quý Sửu còn gặt hái được kết quả tốt hơn dự tính. Quý nhân tam hợp tỵ, dậu, sửu nên cả về công việc cho đến chuyện tình cảm đều khá thuận lợi. Hung tinh duy nhất trong thời điểm này là bạch hổ chủ họa huyết quang, có điểm cãi cọ mà liên lụy đến tòa án, cơ quan chức quyền. Trong thời điểm này, người tuổi Quý Sửu cần phải tuân thủ tuyệt đối pháp luật, thận trọng khi vướng vào tranh chấp. Tam hợp nâng đỡ nên sự nghiệp tiến triển suôn sẻ khiến bạn luôn cảm thấy hăng hái, nhiệt tình. Quý Sửu phát huy được điểm mạnh của bản thân, lại thêm mối quan hệ xã giao hài hòa nên việc khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành đúng kế hoạch. Thậm chí, Quý Sửu còn có cơ hội thăng tiến trong thời điểm này. Tài lộc cũng có nhiều điểm sáng, thời điểm này thích hợp để bạn ký kết hợp đồng, mở rộng mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Những quyết định đúng đắn sẽ giúp Quý Sửu trở thành người dẫn đầu xu thế kiếm về một khoản bộn tiền. Phương diện tình cảm cũng có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân có thể tình cờ gặp được nửa kia trong những buổi gặp gỡ bạn bè hoặc trong một tình huống mà Quý Sửu không ngờ tới. Trong khi đó, người có đôi có cặp luôn chân thành,
quan tâm và lo lắng cho nhau. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải dẫn Trình Tử Vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Căn cứ tử vi từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 cho thấy rằng phương diện tình cảm của người tuổi Quý Sửu cũng có những điểm sáng đáng mừng. Dù còn độc thân hay đã có đôi có cặp, đã lập gia đình, bạn đều được tận hưởng niềm hạnh phúc của riêng mình. Người độc thân nên nhiệt tình tham gia vào các hoạt động tập thể hoặc các buổi gặp gỡ bạn bè trong thời điểm này. Rất có thể bạn sẽ tìm được người có nhiều quan điểm trùng hợp với mình ở đó. Với những thành tích xuất sắc trong công việc, Quý Sửu cũng có thể trở thành thành viên nổi bật trong tập thể, khiến nhiều người khác giới chú ý. Bản mệnh cũng có thể cân nhắc phát triển mối quan hệ với ai đó cùng văn phòng hay trong công ty, bởi họ là những người bạn đã biết từ trước đó. Người có đôi có cặp nhận được sự thấu hiểu của nửa kia, nên dù bận rộn không có thời gian quan tâm, nói lời thăm hỏi, thì đối phương cũng không trách móc. Nhờ tìm được nửa kia thấu hiểu mà bạn cũng yên tâm tập trung hơn cho sự nghiệp. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong nhà cũng khá yên bình, dù giữa đôi bên vẫn còn những quan điểm khác biệt. Song Quý Sửu biết đặt mình vào vị trí của đối phương, không còn cứng đầu cứng cổ hoặc bắt đối phương phải nghe theo ý mình nữa. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch, tình hình sức khỏe của người tuổi Quý Sửu không được tốt cho lắm, do chịu tác động của Bạch Hổ hung tinh, thời điểm này cảnh báo quả huyết quang có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vì vậy, Quý Sửu cần đặc biệt cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc lao động chân tay để tránh sự cố ngoài ý muốn. Nếu cảm thấy cơ thể có chỗ nào không khỏe, thì bạn cũng nên đi khám chữa kịp thời. Còn nếu bạn chần chừ để thời gian kéo dài quá lâu thì bệnh dễ trở nặng, đến lúc đó sẽ tốn tiền bạc và công sức chạy chữa hơn nhiều. Theo tử vi từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của 12 con giáp khuyên rằng, dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng nên chú ý đến việc nghỉ ngơi. Đừng nên làm việc quá sức khiến tinh thần và cơ thể đều mệt mỏi, thậm chí là ủ bệnh. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Tử vi từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Sửu cho thấy bản mệnh sẽ có một tháng làm việc cực kỳ hanh thông, thuận lợi. Một phần là nhờ sự giúp đỡ của tam hợp, thời điểm này rất thích hợp để bạn bắt tay vào hiện thực hóa các kế hoạch đã được xây dựng từ trước đó. Người làm công ăn lương nhận được sự ưu ái của lãnh đạo, hơn nữa, bạn còn là người có kinh nghiệm, có năng lực, điềm tĩnh, chín chắn nên thường được giao cho những nhiệm vụ trọng đại. Hãy tin tưởng bản thân và chấp nhận thử thách, bạn sẽ dần khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Một số người thể hiện được năng lực lãnh đạo của mình, bản mệnh có cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề chính xác, có tài thuyết phục người khác ủng hộ và nghe theo mình. Nhờ thế mà bạn có thể hướng dẫn mọi người đi theo con đường đúng đắn, đem về lợi ích cho công ty. Với những người làm lao động tự do hay tìm việc làm thêm, nếu đang tìm kiếm công việc trong thời điểm này, nhiều khả năng Quý Sửu cũng sẽ tìm được công việc như ý. Hãy mạnh dạn thể hiện quan điểm của bản thân, Quý Sửu có thể gây ấn tượng mạnh mẽ cho nhà tuyển dụng. Bạch Hổ hung tinh gặp cát giận, nên người tuổi Quý Sửu có điềm lên chức hoặc được lãnh đạo tin tưởng mà giao thêm quyền. Bạch Hổ vốn là một hung tinh, nó xuất hiện khi có điềm thủy hỏa tương tranh, nên kim khí của nguyệt lệnh đã làm giảm bớt sát khí của nó. Người tuổi Quý Sửu chỉ cần chú ý không nên vướng vào mâu thuẫn thị phi mà thôi. Các khí được nguyệt lệnh che chở, thực thần tọa mệnh, sẽ đem về điềm may mắn cho Quý Sửu. Bản mệnh trở nên hòa bình, cách cư xử cổ nhân hậu rộng rãi, không tranh chấp với bất kỳ ai, chỉ muốn cống hiến hết khả năng của mình. Khi làm việc cũng không thích độc tài, chuyên chế, bắt mọi người phải theo ý mình. Khi công việc kết thúc thành công, cũng không lo lắng xem mình có phần nào trong đó không. Bạn sẵn sàng hy sinh vì đồng đội mà không cầu đền đáp. Đức tính này cộng thêm quý nhân tam hợp che chở, khiến vận sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch,
Tử vi từ nay tới ngày 15 rằm trung thu tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Sửu cho thấy bản mệnh sẽ kiếm được một khoản rủng rỉnh trong thời điểm này. Nhờ vậy mà bạn không cần phải lo đến chuyện chi tiêu. Nếu đã cố gắng không ngừng cho sự nghiệp, bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà nào đó. Với người làm công ăn lương, thành tích cao trong sự nghiệp hứa hẹn bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng dư giả. Đây là phần thưởng cấp trên dành cho bạn, khích lệ tinh thần làm việc của bạn. Nếu là người làm ăn kinh doanh, các mối quan hệ hài hòa do tam hợp đem lại giúp bạn nhanh chóng giải quyết các vấn đề còn tồn tại, thậm chí tìm ra hướng đi mới cho công việc làm ăn, khiến đồng tiền chảy về trong túi thuận lợi hơn trước nhiều. Quý Sửu cũng có thể là người mở lối đi riêng, chỉ huy nhân viên cấp dưới hoặc những người tin theo mình đi theo hướng đúng đắn. Nhờ vậy, bạn không chỉ làm giàu cho riêng mình mà còn giúp những người xung quanh được dư giả. Nếu có ý định đầu tư trong thời điểm này, thì Quý Sửu có thể cân nhắc cẩn thận và tiến hành. Nếu trong những lĩnh vực mới, Quý Sửu nên bình tĩnh làm từng bước một để tránh sai sót không đáng có. May mắn gặp thực thần dựng nên các lợi, khi có thực thần xuất hiện thì người tuổi Quý Sửu có thể kê cao gối mà ngủ, không bị ưu phiền về tài chính quấy rầy nữa. Bản mệnh hoàn toàn chuyên tâm phát huy năng lực và chuyên môn, giúp túi của mình thêm rủng rỉnh. Thực thần giúp người tuổi Quý Sửu có thể theo đuổi lý tưởng, tiền tài mà cũng có thời gian để hưởng thụ cho chính mình. Người này kiếm được tiền thì tất phát tài, phát lộc. Với tính cách thận trọng, biết giữ tiền của nên vận tài chính tương đối khả quan. Có điều chớ quá thật thà mà bị lừa gạt về tiền bạc. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm từ nay tới ngày 15 rằm trung thu tháng 8 âm lịch 2024, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Quý Sửu sinh năm 1973? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 4 ngày một cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Xem tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, nhờ có sao Bách Diệt chiếu mệnh, nên thời điểm này, người tuổi Quý Sửu sáng suốt và tinh ranh hơn hẳn, thu hút được nhiều người đến nói chuyện cùng mình. Quý Sửu nhiệt tình, bản lĩnh, ngoan cường, nhưng bạn đừng quá tự cao kẻo bị người khác lợi dụng, đừng bao giờ nhìn vào giàu nghèo mà kết thân. Khả năng cao những người tưởng chừng như rất tầm thường lại là quý nhân, giúp bạn thoát một phen nguy hiểm trong công việc. Thời điểm này, vận may về tài lộc đã được cải thiện rất nhiều và ngày càng tốt hơn, nên hãy nắm bắt cơ hội. Ngoài việc thiết lập mối quan hệ tốt đẹp giữa cấp trên và cấp dưới, bạn cũng nên giữ liên lạc với những người bạn cũ và khách hàng. Họ sẽ là những người giúp đường tiền bạc của Quý Sửu đi lên. Sống lễ nghĩa với cha mẹ, tử tế với người đời, nên Quý Sửu chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Nhờ thế nên ai cũng quý mến Quý Sửu. Những ngày giữa của thời điểm này là ngày lành tháng tốt cho việc cưới xin, sinh nở hoặc tỏ tình. Hội độc thân muốn đi hẹn hò cũng nên chọn ngày đẹp nhé. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: vàng, cà phê. Con số may mắn: 25, 88, 63, 19. Tử vi từ ngày 12 đến ngày 15 rằm trung thu tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tuổi Quý Sửu có nhiều may mắn trong sự nghiệp nhờ thiên đức chiếu cố, nhưng tâm trạng vẫn còn ủ dột, u sầu, nhiều lo toan do ảnh hưởng của hung tinh thiên nguyệt. Nếu đang có ý định thử sức ở lĩnh vực mới, thì đây chính là thời gian vàng Quý Sửu nên nghiêm túc cân nhắc. Ngoài ra, bạn còn có phước gặp gỡ những quý nhân tốt bụng trong những lần gặp gỡ bất ngờ, duyên lành tìm đến, giúp Quý Sửu tháo gỡ vướng mắc trong công việc. Tiền bạc trong những ngày này thăng tiến vượt bậc, kiếm tiền về tay đều đều. Quý Sửu là người chịu thương chịu khó nên có lộc lá thường xuyên. Thêm vào đó lại có quý nhân chỉ lối dẫn đường, những con người vốn chăm chỉ, hiền lành như Quý Sửu sẽ sớm có bội thu. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Tý, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn: 8, nâu. Con số may mắn: 55, 46, 81, 70, 93. Bí quyết cải mệnh của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 từ nay tới ngày 15 rằm trung thu tháng 8 âm lịch này: tránh tâm nghi kỵ. Vợ chồng nghi kỵ nhau, cuộc sống xáo trộn, mệt mỏi, khó an yên,
Bố mẹ nghi kỵ con cái khiến chúng không dám chia sẻ, trở thành những đứa trẻ thích nói dối. Trộm cắp, cấp trên nghi kỵ nhân viên khiến công việc khó thông suốt, đình trệ, xảy ra tình trạng sếp càng phải ôm đồm nhiều việc. Cổ nhân có câu, dụng nhân bất nghi, nghi nhân bất dụng, đã dùng thì không được hoài nghi, đã hoài nghi thì không dùng. Ví dụ, nếu muốn giao cho nhiệm vụ gì đó thì nên chọn lựa trước thật kỹ càng. Một khi tin tưởng mới giao, vào lúc đó nên cho họ quyền tự quyết. Ngược lại, nếu cấp trên vẫn thích động tay vào thì người này sẽ không còn thấy được tin tưởng nữa và mất đi sự kết nối, vì khó thành. Sự nghi kỵ như một vết sẹo khó lành, cứ mỗi lúc lại đau nhất khi đổi trời. Ai mang trong mình sự nghi ngờ chỉ luôn trong tâm thế bất an, lo sợ, đáng sợ hơn cả, tâm nghi kỵ hại cả mình và cả người, có lúc còn đẩy mình vào thế cô lập, vì chẳng có thể tin tưởng được một ai. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi từ nay tới rằm tháng 8 âm, của anh chị tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là nam mạng tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. 1. Sao chiếu mạng. Nam mạng tuổi Quý Sửu 1973 gặp sao Kế Đô. Kế Đô là hung tinh, tác động mạnh hơn với nữ giới, nam mạng thì nhẹ hơn chút. Tuy nhiên, năm có sao này chiếu cần đề phòng tai nạn bất ngờ, hao tài tốn của, tàn khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn rầu, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may. Xấu nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. 2. Hạn tuổi. Trong tử vi trọn đời lục thập qua giáp, tuổi âm lịch của nam mạng Quý Sửu 1973 năm Giáp Thìn 2024 là 52, gặp hạn, hạn địa dõng. Hạn này gây bất lợi cho việc đi xa, cẩn thận lời nói kẻo vướng khẩu thiệt thị phi, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tan gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở phải bỏ giữa chừng. 3. Vận niên. Năm con rồng, tuổi Quý Sửu nam mạng gặp vận niên khuyển cuồng phong, tức là chó bị gió giữ. Báo hiệu một năm tài lộc kém sắc, sức khỏe giảm sút, năm ngoái đã lận đận, năm nay vẫn còn một ít lo âu. Trong năm có thể gặp tai bay dạ gió, nhưng can đảm lên sẽ đánh đổ được tất cả trở ngại. Về chuyện tình cảm, không nên nhiều tự ái mà đánh mất hạnh phúc, nhún nhường một chút thì gia đạo hài hòa, người còn độc thân sẽ có đối tượng tới cầu cạnh nhân duyên. 4. Hóa giải vận hạn. Cách hóa giải sao Kế Đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao Kế Đô là sao thuộc hành thổ, muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, tám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh. Dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dân sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả. Cách hóa giải hạn địa dõng năm 2024. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. 5. Vật phẩm phong thủy. Để hạn chế sự ảnh hưởng của sao hạn, quý bạn nên mang theo vật phẩm phong thủy bên mình như lá bùa may mắn. Đặc biệt tuổi Quý Sửu 1973 được Phật Hư Không Bồ Tát hộ mệnh, mang theo mặt Phật bản mệnh bên mình để cải vận, tăng sinh khí, tốt cho tinh thần sức khỏe của gia chủ. Tuổi Quý Sửu 1973 mệnh thổ nên chọn mặt Phật làm từ đá mắt hổ, vàng nâu, hành thổ là hợp với bản mệnh nhất.
Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá mã não đỏ hành quả, bởi vì quả sinh thổ cũng rất tốt cho bản mệnh. Tiếp theo là nữ mạng Quý Sửu sinh năm 1973. 1. Sao chiếu mạng. Tháng 8 âm lịch nữ mạng tuổi Quý Sửu 1973 gặp sao Thái Dương, được coi là phúc tinh, tốt cho nam mạng và nữ mạng. Trong năm có sao này chiếu, khó khăn trong công việc được tháo gỡ, giảm bớt hung hiểm cho vận trình, tiền bạc cũng khá may mắn, có khoản tích lũy lâu dài. May mắn nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, nếu muốn tiến hành việc lớn, tranh thủ hai tháng ấy mà làm. 2. Hạn tuổi. Hạn địa giỏng này gây bất lợi cho việc đi xa, cẩn thận lời nói kẻo vướng khẩu thiệt thị phi, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tan gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở phải bỏ giữa chừng. 3. Vận niên. Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Quý Sửu nữ mạng gặp vận niên khuyển cuồng phong, tức là chó bị gió giữ. Báo hiệu một năm tài lộc kém sắc, sức khỏe giảm sút, năm ngoái đã lận đận, năm nay vẫn còn một ít lo âu. Trong năm có thể gặp tai bay dạ gió, nhưng can đảm lên sẽ đánh đổ được tất cả trở ngại. Về chuyện tình cảm, không nên nhiều tự ái mà đánh mất hạnh phúc, nhún nhường một chút thì gia đạo hài hòa, người còn độc thân sẽ có đối tượng tới cầu cạnh nhân duyên. 4. Quá giải sao hạn. Cách làm tăng các tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Cách hóa giải hạn địa giỏng năm 2024. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. 5. Vật phẩm phong thủy. Để hạn chế sự ảnh hưởng của sao hạn, quý bạn nên mang theo vật phẩm phong thủy bên mình như lá bùa may mắn. Đặc biệt tuổi Quý Sửu 1973 được Phật Hư Không Bồ Tát hộ mệnh, mang theo mặt Phật bản mệnh bên mình để cải vận tăng sinh khí, tốt cho tinh thần sức khỏe của gia chủ. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.